Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, yêu cầu tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không thật sự cần thiết. Trong trường hợp tổ chức phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế và phương án truy vết xử lý các tình huống tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người văn nghệ ngày hội văn hóa dân gian các hoạt động trải nghiệm đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị y tế vệ sinh môi trường tiếp tục thực hiện theo khuyến cáo của bộ y tế về những việc cần làm ngay sau khi phát hiện cán bộ giáo viên học sinh học viên giáo viên có biểu hiện sốt ho khó thở